Chào mấy anh nha. Nay sơn cái lục giác 83 nha mấy anh. Lục giác 83 chân quỳ với mấy anh coi nha. Này lục giác 83. Bữa mới đổ xong nè. Nay khô rồi mấy anh. Cái chân đổ lâu rồi. Chân đổ lâu quay clip rồi ha. Chân quỳ lục giác 83. Cái chân quỳ nào thì cái chậu để lên nó cũng dư vô xíu nha mấy anh. Có mấy anh cứ hỏi sao để nó không bằng. Thì thiết kế chân quỳ này để nó hơi dư xíu. Có chân bệ á nó mới bằng luôn. Còn chân quỳ là nó hơi bị dư vô. Và cái chậu nó nằm ở trên cái chân quỳ, nó bị vô mấy xăng, khoảng 2-3 xăng vô, 2 xăng rưỡi á. Nhà mấy anh để khô ha. Anh để khô lấy bằng chải nhựa nè, chà sạch hết cái xi bụi bỏ nè. Hay nắng đẹp sơn. Cái này bỏ lên chân rồi chắc cao. Em cao bao nhiêu rồi tí mập? Ờ, đứng lên thử coi. 80 không? 70, 80 ha. Cao lên tầm 70, 80 á. Hơn chứ. Hơn á. Ờ, chà sạch xong rồi sơn lót kìm rồi mấy. Khởi bụi rồi mấy. Khởi bụi ra lót kháng kìm lên rồi mấy. Chậu to to vậy á, thường bán được giá, thường bán được giá nên là em sơn bằng sơn ok hết. Chậu này của ông chú kia hôm qua ông đặt đó chứ. Chậu này ông chú kia hôm qua ông đặt cho vợ em đổ. Cho vợ nên đang đổ cái mép nữa kìa cho khách á. Thì của ông chú kia hôm qua ông đặt cái bộ này nè, bộ 83 này nè. Chân quỳ nè, 700.000 đó mấy anh. 700.000 đó. Luôn chân á mấy anh. Giờ ông trồng mai. Chậu này bỏ lên chân nữa nhìn ngầu á, cao. Này cao chắc phải nãy cha em nói chắc tầm khoảng 90 mét gì đó. Để em chiên về sơn thì em sơn clip, làm clip cho mấy anh coi. Anh coi tham khảo màu chơi. Là coi kiểu chậu luôn. Còn cái này thì đa số khách vô người ta đặt bố vợ em đổ. Chậu này 700.000 á mấy anh, luôn chân á. Đây là sơn cái chậu nào, nói chung mấy chậu nào mấy anh mà bán được giá, mấy chậu to to tầm 6 mấy trở lên á, 60 6 mấy trở lên á, mấy chậu to mấy anh bán được giá, vùng mấy anh bán được giá mấy anh nên xài sơn ok, sơn tốt ha, sơn chậu kỹ hệ nước ok cao cấp nha, cho người ta nha, để nó lâu phai màu á, để nó lâu phai màu ha, nó bền. Còn mấy chậu mà nhỏ nhỏ giá trị nó không lớn á, như mấy chậu này nè, nhỏ nhỏ đó, chậu 45 nè, chậu 31 đó, nhỏ nhỏ đó mình xài sơn Dauphin được rồi. Còn mấy chậu mà mấy anh bán không được giá thì mấy anh xài sơn Dauphin được rồi, cho nó rẻ. Sơn Dauphin thì sơn đầy đủ hết quy trình, mình màu cũng tầm 2 năm rồi trời. Sơn ok này thì cao hơn, từ 3-5 năm rồi trời. Lót kháng kìm vô nha mấy anh. À bữa em có đọc cái bình luận của anh kia ngoài Quảng Ngãi ha. Anh kêu là anh cạo, anh đi anh lấy tay anh cạo, anh test sơn. Mấy anh lưu ý nha, sơn nước là không có cứng như sơn sắt nha mấy anh. Sơn nước bản chất của nó, tất cả loại sơn á, hầu như là để phủ lên bề mặt. Bề mặt để cần trang trí, để đẹp và bảo vệ lại bề mặt đó. Chứ không phải nó, mấy anh đừng có nghĩ nó như là một cái tấm kiến chống đạn, hay là cái áo giáp, hay là một cái xe tăng bọc thép gì hết á, hay là một cái xe bọc thép. Nó chỉ là một cái lớp sơn để phủ lên bề mặt, để làm đẹp cho bề mặt đó, trang trí cho bề mặt đó nè. Mấy anh hiểu lầm về cái sơn nước. Sơn nước nó không có cứng đâu mấy anh. Mấy anh xài lúc mà nó nắng, nó khô á, để lâu nó cũng sẽ cứng. Nhưng mà mấy anh ép nó, mấy anh cà ép nó, nó vẫn sẽ bong. Nó sẽ bong ngay chỗ đó. Nhưng mà mưa lâu ngày nó sẽ thấm nước á, mấy anh cà màng sơn nó rất là mềm, nó co giãn nè. Nó không phải như sơn sắt. Sơn sắt sơn lên hay là sơn BU á, sơn gỗ á, nó có chất đóng rắn rồi đó. Khi mà nó khô là nó cứng á, là nó cứng là nó chết cứng luôn. Mấy anh cà không được. Còn bản chất sơn nước này nó màng sơn mềm. Còn sơn nước á mà mấy anh mà muốn mà không ấy á, mấy anh xài sơn bột á. Ba cái bột rẻ tiền á mấy anh, nó có màu không, nó không có nhựa. Còn sơn cao cấp thì nó có một lớp nhựa phủ lên bề mặt bảo vệ lại. Đó, mấy anh lưu ý đọc chính xác thì mấy em thông tin. Có nhiều anh không hiểu về sơn cứ test, ảnh mới làm thôi. Chứ mấy anh em làm nghề lâu thì mấy anh em quá rành rồi. Còn ảnh mới làm nghề thôi, ảnh không biết, ảnh sơn thôi, ảnh lôi ra ảnh test. Ảnh test em không biết, ảnh test làm gì, anh hỏi anh cạo thôi, anh kêu sơn bỏ tiền ra mua, anh thích cạo, cạo thì ok, tiền anh mua mà anh thích cạo, anh cạo, em đâu biết. Còn sơn thì nó em đã nói rồi, nó không có, nó không phải như sơn sắt. Muốn cạo mấy anh sơn màu trầu tròn đỏ lúc anh sơn á, sơn sắt á, anh cạo. Nó làm chia sẻ với mấy anh, không cần kèo làm gì. Để bình thường như vậy nè, nó mình trồng cây để bình thường như vậy. Khi nào mà sơn kém thì nó sẽ tự bong, còn sơn không
sơn tốt thì cứ để hoài vậy luôn. Nó chỉ sơn tốt nó chỉ phai màu dần đi thôi. Ví dụ như 3-5 năm sau nó sẽ phai màu dần xuống, chứ nó không thể nào tự bong được. Cái đó là lưu ý về sơn hệ nước nha mấy. Rồi giờ mình lót kìa thôi, để nó khô mấy. Để nó khô, bữa nay sơn giả cổ luôn mấy anh này. Sơn giả cổ thì vẫn bằng súng phun sơn, nhưng mà sẽ sơn bằng màu khác. Sơn bằng nhũ vàng hoặc nhũ đồng 304 gì đó cho mấy anh em tham khảo mấy màu khác. Sơn bằng súng phun sơn giả cổ có được không ha. Rồi lót kìa thôi, sẽ tí xíu để sơn nền đen. Rồi, lót kìm khô hình sơn màu đen nha mấy. Xài sơn màu đen ok luôn, sơn hai lớp màu đen luôn. Đây ok này, bữa sơn cái chồng mét á mấy anh, đánh giá thằng mét á, với lại sơn cái chồng nhỏ nhỏ 45 kìa. Giờ còn như nọng ở đây luôn. Còn nửa lon không? Hơn nửa lon hả? Hơn nửa lon thì chắc không hết đâu tí à. Chồng này chắc á, lấy cái ly cân thử coi tí à. Lấy cái ly cân thử coi nó bao nhiêu sơn. Đó, pha màu đen rồi sơn phun lên mấy. Nó pha sơn nè mấy anh, nghe nó pha này. Rồi nó sơn hết cái ly đó. Cái đó nó pha nước vô nữa lắm nha. Nó mới đầy lên được xíu, gần đầy lên. Để phun cái chậu 83 này coi, vừa sơn mà vừa nước. Hết cái ly đó. Chắc thiếu một xíu á. Theo em đoán khả năng cái chậu này thiếu một xíu á. Chậu này hơi lớn. Chậu này nó có chân luôn, là làng vạn nó gần bằng 1 mét luôn rồi. Gần bằng bát chén 1 mét lận. Tại vì có chân vô nữa nó tốn thêm bề mặt diện tích á. À quên, để đọc báo cho cái anh kia nữa chứ. Đây, báo mà sáng lên nè. Đây, báo cho chất lượng cuộc sống. Đó. Bài này viết nha, ngày 30 tháng 8 2018 có cái hiện tượng của ông anh kia ông cạo nè, đọc cho anh nghe nè nha anh. Em đọc cho anh nghe nha để anh rút kinh nghiệm nè. Anh mới làm nghề, anh ít kinh nghiệm nên nhiều khi anh thấy nó lạ thì sẽ tư vấn cho anh không nghe thì sẽ đọc cho anh nghe. Báo nó viết cho phải em biết, các loại sơn cao cấp thường được sản xuất với loại nhựa cao cấp acrylic. Lưu ý nha, sơn cao cấp nha, nên có màng sơn hoàn thiện bền dai. Về bản chất, màng sơn hoàn thiện là một màng nhựa có tác dụng bảo vệ bề mặt tường khỏi tác động của thời tiết thông thường như nước mưa, bụi bẩn và nắng gió, số cái khác nữa, nhưng không thể bảo vệ bề mặt trước những tác động của ngoại lực như dán băng dính hay cậy bóc bằng móng tay hoặc các vật cứng khác. Có nghĩa là nó không chịu được tác động ngoại lực nha anh. Anh rảnh anh ngồi anh test anh cậy anh đáng chịu nha, hay không biết nha. Anh rảnh anh cậy đáng chịu. Sơn mà anh đi cậy làm gì, anh muốn cậy anh mua sơn xăng thơm á, sơn sắt á, sơn thôi anh cậy. Còn về bản chất sơn nước cao cấp thì không có cậy được đâu. Đó là một cái màng nhựa dẻo dai, chứ không phải là nhựa cứng. Anh phải hiểu bản chất về sơn. Anh không hiểu bản chất về sơn, tư vấn anh không nghe, với lại anh yếu kinh nghiệm nữa. Anh mới làm chậu có thời gian à, nên anh yếu kinh nghiệm, anh chưa gặp nhiều trường hợp, nên anh thấy nó lạ thôi. Cái chậu này mình sơn xong mình để vậy nè, nếu mình trồng cây mình để vậy thôi. Cái mắt mới gì đâu, mình ra mình khều, mình nên làm gì. Còn anh khều thì anh ráng chịu đúng rồi. Cái đó là em tư vấn cho anh rồi á. Rồi giờ mình sơn này màu đen lên nha mấy anh. Màu đen lên xong rồi xíu nữa mình lấy nhũ mình bắn giống bữa. Đây là đen đen bóng ngoại thất cao cấp của cây nha mấy anh. Nửa ly cho tí. Nửa ly hả? Thiếu một xíu. Đúng không? Thiếu một xíu. Thiếu trên miệng á. Cái này nó gần ngang cái bát giác 1 mét rồi, nó có chân vô nữa mấy anh. Nếu một cái chậu không thì cái này sơn phải tầm 1 kg sơn này sơn tầm khoảng, nếu mà chậu 83 luôn chân thì chắc cũng phải tầm 4-5 cái à, 4-5 bộ. Nó ngang cái 1 mét à. Còn nếu mà sơn cái chậu không á, sơn chậu không chắc khả năng được 6 cái. Cái đó tùy người sơn nha mấy anh. Dày mỏng luôn nha mấy anh, chứ không phải ai mặc định vậy nha, cái đó là gọi là lý thuyết. Lý thuyết nhưng em sơn khả năng được. Đủ không? Chắc đủ quá hả? Thiếu một xíu hả? Một cái chậu này luôn, một cái chậu này sơn luôn một ly vừa nước vừa sơn mấy. Một ly uống nước ngọt á, 400 ml. Màu đen nó khô nè mấy. Đó.
sơn cao cấp là đen nó khô còn bóng nè mấy anh thấy không đó. Bây giờ mình sẽ chơi giống bữa mấy anh, giống như nhũ đồng 306 kia kìa, cái chậu 45 á, Phú Lộc Thọ. Thì mình sẽ phun mỏng, phun mỏng thôi, khỏi phải đánh mấy anh, khỏi phải đánh nhũ, mình sơn giả cổ. Hôm nay sử dụng màu nhũ đồng vàng 908 để em làm mấy cái màu nhũ này theo kiểu đó đó, cho mấy anh coi nó ra hiệu ứng như sao. Mỗi lần màu nhũ nó sẽ ra một hiệu ứng khác nhau do mình phun. Lúc trước mình đánh thì em đã làm nhiều clip rồi đó. Cái ngoài kia là nhũ đồng 304 và nhũ đồng 306, còn bây giờ sẽ xài nhũ đồng vàng 908 đó. Nhũ đồng vàng 908 này nó lợt hơn nhũ đồng 306. Mình phun lên đây thử coi nó làm sao để nghe em ra. Thì phun thì mấy anh pha loãng vô xíu nước ha, pha loãng nước vô xíu, xong rồi mấy anh chỉnh hơi, chỉnh cho nó xè ra và hơi cho nó vừa vừa. Xong rồi mình phớt, mình để xa ra mình phớt lên thôi để cho nó còn nền, nó còn kiểu đen đen mà đồng đồng á mấy anh, nó đẹp mà nó đều hơn mình đánh nữa, nó không bị mắc vô mấy góc á, nó không bị mắc vô mấy góc nè, nó bị lem nó xấu à, mình phun vô đó thì nó nhanh và nó đẹp nè. Xong bữa nay mình sơn trang trí ở trong luôn mấy anh, để nó ra nó pha sơn em hướng dẫn nha. Đang lắc lon nhũ lên kìa mấy anh, đó mấy anh úp ngược xuống lắc cho đều sơn, sơn nào mấy anh sơn à, không nên lắc đều lên vậy mấy anh, khỏi thấy quậy, lắc đều lên khui ra. Thì mình sơn chỗ này thì mình pha nước hơi nhiều hơn bình thường tí xíu, còn mấy anh quét cọ thì đừng có pha nha mấy anh. Cái nhũ á, nếu mà anh quét mấy anh đánh thì đừng có pha, còn cái này em phun bằng súng sơn á, hướng dẫn cho mấy anh kiểu đó cho nó nhanh, chia sẻ cho mấy anh kiểu đó luôn. Đây anh mượn đó, đây là màu nhũ đồng vàng nè mấy anh, đó màu nhũ đồng vàng ha, nó khác cái màu nhũ đồng 306 nha. Đồng vàng 908 nó hơi có ánh vàng hơn, hơi đỏ đỏ cam cam một xíu, không giống như màu nhũ đồng vàng 306 đâu. Cuối đó. Ừ, bữa dư quá trời ha, đổ bớt nước đi tí, ít quá thì bớt nước đi. Rồi mấy anh quậy đều lên mấy anh, bữa dư quá trời, bữa sơn cái chậu mét dư quá trời. Rồi quậy đều lên xong rồi bỏ vô súng phun sơn rồi chỉnh súng phun mấy anh. Muốn biết cách phun sao mấy anh coi lại clip trước nha, sơn cái chậu 35 đó mấy anh, có quay có hướng dẫn. Cái chậu bé ghé 1 mét đó mấy anh, bé ghé 1 mét này mới đang có đó, có hướng dẫn á. Màu này chắc đi hai lớp, hai lượt ba lượt gì đó cho mấy anh coi màu lên đậm luôn. Xè súng ra mấy anh phun thôi nha, phớt qua thôi, để xa ra đừng để gần, phớt đều quá luôn. Vậy á, đi nước một trước, sau cái mình để nó khô mình kiểm tra, thích thì mình đi thêm nước hai. Đó, nó lên màu đồng nhưng mà nó hơi đen xíu nữa mấy anh, thích lên nữa mấy anh đợi nó khô đi, anh đi nước hai lên. Kiểu này nhanh nha, để xa súng ra nha mấy anh, để xa 60-70 cm ra. Cái này màu này phải đi nước hai, nước một nó ngoài cũng đẹp lắm nha, đen đẹp á. Còn thích thì đậm lên nữa đi nước hai mấy anh. Đó, để khoảng cách súng xa ra nha mấy anh, để gần nó bị đậm á. Cái lại mấy anh phải chỉnh xè ra, đừng có chỉnh súng nó gơm. Rồi, đi trên miệng ngay tí, để cho nó khô đi rồi mình dập. Nhũ nó bay tùm lum tùm la luôn. Rồi này mấy anh muốn màu như cái chân à, như cái chân này nè mấy anh để như vậy là nó vừa cổ mà nó ánh đen mà nó đồng đồng vàng vàng, thì mấy anh để như vậy. Còn mấy anh muốn lên nữa em sẽ lên nước nữa, tại màu này lên nước nữa sẽ đẹp hơn, cho nó vàng vàng đồng đồng ra xíu nữa nó sẽ đẹp hơn đó. Rồi để kêu nghe nó ra đi luôn nha, để còn sơn trang trí trong nữa nha. Lên nước nữa tí ơi, lên nước nữa em ơi. Đó mấy anh phun về vừa nhanh mà vừa cổ nữa mấy anh. Giờ quất thêm bát hai mà cũng để xa ra xíu, để gần lại xíu nha, đi đều thôi đừng có đi ơi đậm quá, đi xa ra xíu. Rồi đó, cho nó đều á, đều chân dưới luôn, xuống dưới. Rồi em rồi được rồi, tí rồi, nhưng mà tí em đi mấy mặt kia em đi là một lượt qua thôi, em đừng có trở lại ngay chỗ đó nữa, nó sẽ bị đậm hơn đó. Đồng lên xíu nữa nè mấy anh. Đẹp rồi mấy anh, để cái này nó vẫn còn đen đen mà nó đồng đẹp lắm mấy anh, nhanh nữa mấy anh, sơn chỗ này nhanh nữa.
Màu này là màu nhũ đồng vàng 908 nha mấy, chứ không phải màu nhũ vàng đâu. Nhũ vàng nó ánh xanh, còn nhũ đồng này nó ánh cam cam đỏ đỏ. Để xa ra phớt thôi, phớt thôi. Phớt vậy thì nó sẽ giữ được cái đen cái cổ mấy anh, chứ nó không bị quá đậm màu, mà nó cũng không quá đồng, nó không quá sáng á, làm cho nó hư cái sơn á, nó vẫn còn đen đen đẹp lắm. Anh cứ làm thử đi, có thể sử dụng những nhũ khác nữa. Nhũ đồng vàng này anh em nào có thì cứ làm thử cái clip này quen. Tí tí cho dưới cái hoa văn ở dưới đó tí. Đó, xa ra, đó, cho phớt một bát nữa. Phớt ngang luôn. Cái cạnh này xíu nữa nè. Cạnh bên hông nè. Cạnh dọc nè, phớt trên xuống được. Để xa ra. Rồi, rồi. Đó, đồng luôn, đúng đồng luôn. Rồi trên miệng đi em ơi. Nếu anh muốn đậm hơn nữa mấy anh đậm nha, chứ em thấy về đẹp rồi, hai nước ở vậy là đẹp, hai nước về là đẹp quá rồi, vẫn còn ánh đen đó. Để khô sơn trang trí trong nữa mấy anh em nào muốn chơi đồng không để bày, còn em sẽ sơn trang trí trong nữa, chơi kiểu nửa cổ điển nửa hiện đại cho đẹp, quá đẹp luôn. Chủ đồng 908 này giả đồng vẫn đẹp nhất hả em, kiểm tra chỗ nào hơi đen đen em phớt vô, đừng có phớt đậm quá thì nó không đẹp. Mấy anh sơn màu đồng cổ không á thì mấy anh để như vậy ha là đã đẹp rồi ha, còn mấy anh còn em nay em sẽ phối cái màu nền của nó nữa, cho kiểu anh em nào mà thích phối thì coi tham khảo luôn. Mình để phối màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng gì đó mình phối cho cái nền trong hoa sen á mấy anh, thì để anh em nó phun vô luôn, nó phun từ 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 vô gió lẹ gió đẹp, chứ không có cò nhỏ ở đây lười quét quá, né né cái bông sen này cũng được nha. Còn anh là muốn chơi kiểu mà cổ luôn vậy nè, để vậy là đẹp luôn rồi đó. Còn em là em làm video là em làm thêm một bước nữa để cho mấy anh nào thích kiểu giống như chồng màu đỏ bên kia kìa đó, mình chơi nửa cổ điển nửa hiện đại thì cho mấy anh coi tham khảo. Chứ em nếu em là em để vậy rồi đó, mình để vậy sau xíu phủ cái bông nước xong đẹp luôn á. Nhưng mà em làm clip thì em chia sẻ cho mấy anh nhiều cách để cho mấy anh nhắm. Ví dụ mấy anh thích kiểu này thì để vậy, còn thích trang trí vô thì trang trí vô. Chứ nhiều khi em sơn để bày không, mấy anh không biết cái trang trí vô có đẹp không, nên là em phải làm. Thì bữa nay em xài màu xanh ngọc bích, màu xanh ngọc bích ok, 139.000 ký, không cần nhiều nước đâu, ít thôi. Sơn nền này không cần nhiều nước đâu em ơi, ít thôi. Đó, xanh ngọc bích nha mấy anh. Rồi, được rồi, dư rồi. Mình sơn vô đây lấy tấm bìa che lại, mấy anh xiên này mấy anh ngồi lấy cọ quét đó, phun màu xanh ngọc bích vô cái nền thôi em, cái hoa khỏi kỹ đi, cẩn thận thì nó không lem á, cái nền thôi, còn cái đó xíu mình tô nhũ vàng cho nó khỏe. Nhờ anh tô cọ nha, còn tụi em làm cho nó nhanh. Phun nhanh hơn quét mấy anh, đều đẹp, cứ từ từ thôi. Xanh ngọc bích này xíu nó khô lại nó tối xuống bớt nha mấy anh, pha nước vô thì nó hơi lợt màu, khô lại nó tối xuống xíu. Hơi bị lớn rồi tí ơi, xong xíu mình để nó khô mình sơn hoa sen rồi lên, con vịt rồi lên. Em là em để cổ luôn á, nhưng mà sơn này cho mấy anh coi tham khảo luôn, anh có thể phối màu đỏ vô cũng đẹp lắm á, màu đỏ đỏ chu, xanh ngọc, xanh ngọc bích, xanh dương cũng đẹp nữa, xanh dương đậm như cũng đẹp nữa. Nước tao uống là nước tây.
Rồi giờ cái nền khô mình tô nhũ vàng giống nha. Cái màu xanh ngọc bích này á, tô nhũ mấy anh phải tô hai lượt. Màu xanh ngọc bích ok nè, thứ nhất là cái màu nó tương phản với cái nhũ, nó khó tô. Cái thứ hai á là cái sơn ok nó trơn, nó có bóng, nó trơn. Nên là mình cứ tô qua một lớp đi. Xíu nữa mình để khô mình đi lại lớp 2 là sẽ sáng đẹp lên, đều luôn. Lớp 1 nó không lắp, cứ kệ nó. Thì xíu mình đi để nó khô, cái mình đi nước 2 là nó sáng lên đẹp đều luôn á. Động viền kia thì mình chấm vô. Đó, mấy anh muốn phối thì mấy anh phối, còn không mấy anh để dở cổ cũng được. Phối vô thì cũng đẹp theo kiểu khác, để dở đồng không cũng đẹp kiểu khác. Nói chung là em làm clip thì em phải quay 2-3 cái cho mấy anh coi tham khảo. Nó cứ vậy thôi. Xíu sơn nước 2 với em sơn một nước không lắp đâu. Đi từ từ thôi đấy, nhìn nó lem từ lưa ra. Mùa mồi gì ba, đang tô nhũ mùa mồi. Còn lâu lắm, hai nước nó mới lên được. Màu xanh này chua lắm. Rồi để nó khô khô xíu nha. Thấy chỗ nào nhũ nó còn sót, nó chưa lên hẳn thì mình tô lại phát nữa là ok. Đó, phố kiểu này nó cũng đẹp nha. Thằng mấy anh để kiểu đầu tiên cũng đẹp ha. Tùy mình, có thể đổi màu nền trong đó. Đó, kiểu này kiểu nửa cổ, nửa hiện đại. Còn kiểu đầu là cổ không. Đó. Rồi sau đó mấy anh ơi, anh để khô mấy anh phủ thêm lớp keo bóng nước mỏng lại, bảo vệ lại hết toàn bộ bề mặt nha mấy anh. Tại vì cái nhũ này mình sơn phớt nên là mình phải phủ thêm lớp keo bóng mỏng thôi để bảo vệ lại bề mặt. Keo bóng nước thì mấy anh đừng có ham phủ dày làm gì hết á, bản chất sơn nó đã bóng rồi nè. Mấy anh phủ mỏng để bảo vệ lại bề mặt, mấy anh hay sơn dày á thì gặp mưa nó dễ bị móc. Rất là nhiều loại keo bóng nước dẫn bị, mấy anh hạn chế sơn dày. Em đọc trên hỏi rất nhiều anh bị hoài. Nên là mấy cái trường hợp đó mấy anh lưu ý là sơn mỏng thôi, pha nước vô và sơn mỏng thôi. Tại mấy anh tâm lý mấy anh bị vậy nè, mấy anh ham ép dày để cho nó bóng. Nhưng bản chất về keo bóng nước á, là độ bóng nó khi mà nó bóng cao, khi nào khi sử dụng cho sơn hệ lăng mịn không có bóng thì mấy anh cảm thấy nó mới bóng cao. Còn hệ sơn cao cấp như ok á đó, hoặc là nhũ này nè, sơn lên nó bóng sẵn luôn rồi, nhà nó bóng sẵn rồi đó mấy anh. Thì giờ mấy anh có phủ keo bóng nước lên dày cỡ nào nữa nó cũng chẳng bóng thêm được mấy. Mục đích của nó là mấy anh nên đi một lớp mỏng để bảo vệ lại thôi. Ok, em cảm ơn mọi người theo dõi video này ha. Hôm nay em sơn cái chậu trục giác 83 chân quỳ này. Rồi hướng dẫn mấy anh sơn kiểu giả đồng bằng nhũ đồng vàng á mấy anh. Bằng nhũ đồng vàng ha. Sơn phớt á, mấy anh nào thích làm theo cách này làm. Rồi anh em nào mua sơn hay mua khuôn chậu ABS thì liên hệ em. Anh muốn phối kiểu này thì phối, còn không muốn phối kiểu này thì để giống như lúc đầu video là đẹp mấy anh. Giờ chiều rồi, nó cũng mất ánh sáng dần rồi. Nên nhìn nó khá là cổ ha. Đó. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em nha.